Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sự gia tăng xung đột hiện nay giữa lực lượng hầu thi ở Yemen và liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ có lợi cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn theo nhiều cách. Theo một số nhà phân tích, trên thực tế nhóm này đang được ủng hộ nhiều hơn. Hisham Al-Omeshi, cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu thông tin của Washington về Yemen cho hay Houthi đang tìm kiếm cơ hội đối đầu với Mỹ Trong 8 năm qua, nhóm này vẫn thường nói rằng họ đang có chiến tranh với Mỹ và Israel Vì thế đây là cơ hội vàng mà họ cần tận dụng Yemen đã rơi vào tình trạng chiến tranh kể từ năm 2014 Khi nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu nổi dậy chống chính phủ do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn 9 năm giao tranh đã khiến Yemen bị chia cắt Houthi kiểm soát khu vực miền Bắc và miền Tây bao gồm eo biển Bab and Mandet dẫn ra biển đỏ, khu vực miền Nam do chính phủ được quốc tế công nhận và các đồng minh trong nước kiểm soát, các bộ lạc địa phương thống trị khu vực phía đông. Theo Liên Hợp Quốc, cơ sở hạ tầng của Yemen đã bị hư hại nặng nề và xung đột kéo dài đã khiến người dân nước này rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Trong khi đó, lực lượng thi đang đàm phán với Ả Rập Xê Út về lệnh ngừng bắn kéo dài. Cuối tháng này, đặc phái viên Mỹ về Yemen, Tim Lenderking, dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Ả Rập Xê Út và Houthi. Ông al omeshi nói, bằng cách buộc Ả Rập Xê Út chấp nhận họ là chính phủ quốc gia của Yemen, Houthi hy vọng rằng phần còn lại của thế giới sẽ làm theo và họ sẽ có tính hợp pháp quốc tế. Thomas Juno, phó giáo sư tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà phân tích về Trung Đông cho biết, cho đến nay chỉ có Iran công nhận Houthi là chính phủ hợp pháp của Yemen. Ông Juno nhấn mạnh, bằng cách bắt giữ tàu, phóng tên lửa, đàm phán với Ả Rập Xê Út, Houthi muốn buộc cộng đồng quốc tế phải thỏa thuận với họ. Họ muốn khẳng định mình là thành viên chủ chốt trong trục kháng chiến của Iran, đề cập tới mạng lưới các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực chống lại Mỹ và Israel. Lực lượng Houthi cho biết các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ là nhằm buộc Israel chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza. Abdul Ghani al nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Yemen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định nhiều người ủng hộ houthi vì sự ủng hộ của nhóm này với người palestine ông nói thêm rằng houthi đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này vào ngày họ bắn quả tên lửa đầu tiên theo ông mohamed al iriani nhà nghiên cứu tại trung tâm chính sách yemen houthi không tìm kiếm một chiến thắng quân sự trong xung đột ở biển đỏ thực tế liên minh hải quân do mỹ dẫn đầu chống lại người houthi cũng không đạt được chiến thắng quân sự Ông An Iriani nói, điều này tạo cơ hội để Houthi tiếp tục các hành động khiêu khích và chiến lược của họ dường như xoay quanh kỳ vọng rằng Mỹ hiện đang bận tâm tới chính trị bầu cử trong nước có thể bị hạn chế về khả năng phản ứng. Hơn nữa, đây dường như là một cuộc xung đột ít tốn kém đối với lực lượng Houthi. Một cuộc tấn công bằng UAV vào một tàu chở hàng ở Biển Đỏ tốn khoảng 1.200 đô la Mỹ, trong khi đối với liên minh do Mỹ dẫn đầu, chi phí cao hơn đáng kể khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho mỗi quả bom. Ông An Omesi cảnh báo, ngay cả một cuộc tấn công trên bộ cũng sẽ mang lại lợi ích cho Houthi. Ông An Omesi nói, việc triển khai lực lượng trên bộ sẽ củng cố tính hợp pháp của Houthi không chỉ ở Yemen mà còn trong khu vực. Trong vài tuần qua, chúng tôi đã thấy một xu hướng, ngay cả những người chống Houthi cũng đã thay đổi và chuyển sang ủng hộ nhóm này, đồng thời cho biết thêm, Hầu thi cũng đã tận dụng cuộc xung đột ở Gaza để phát động một đợt tuyển mộ quy mô lớn. Ông An Omesi kết luận, cũng cần phải nhắc lại rằng Yemen là một đất nước có 80% dân số cần viện trợ và nhiều người đang trong cảnh nghèo khó. Nếu tình huống này tạo cơ hội cho họ có việc làm trong quân đội hoặc một trong các phe phái khác, họ sẽ tận dụng. Người Yemen không muốn chiến tranh, nhưng nếu điều đó buộc phải xảy ra, họ sẽ là những chiến binh khá giỏi như họ đã thể hiện trong 8 năm qua. Mỹ và Anh tuyên bố các cuộc không kích của họ là để trả đũa các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, mục đích của họ là nhằm phá vỡ và làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi. Nhưng bất kể ý định hay thiệt hại gây ra cho lực lượng Houthi là gì, các cuộc tấn công của phương Tây có thể mang lại lợi ích cho nhóm này, củng cố tuyên bố rằng họ đang chiến đấu chống lại đối thủ nước ngoài đang tấn công Yemen. Điều này sẽ chỉ giúp Houthi thu hút thêm sự ủng hộ cả trong nước cũng như trong khu vực. Hãng thông tấn Tasnim Iran đưa tin, Mỹ đang sơ tán căn cứ quân sự Hemo gần sân bay ở thành phố Kamisli ở phía đông bắc Syria sau khi căn cứ này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang ở Iraq. Nằm cách sân bay Kamishla 4 km về phía Tây, căn cứ Hemo được coi là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Mỹ tại Syria với 350 quân nhân. Theo Tasnim, căn cứ Hemo là nơi quân đội Mỹ huấn luyện các tay súng thuộc lực lượng dân chủ Syria SDF. Mới đây, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã kêu gọi các nhóm phản kháng người CIA ở nhiều quốc gia Ả Rập tấn công kẻ thù ở bất cứ đâu. Các nhóm vũ trang tự xưng kháng chiến hồi giáo ở Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự HEMO. Trước đó, các nhóm vũ trang này cho biết họ đã tấn công một căn cứ khác của Mỹ gần mỏ khí đốt Konyco ở tỉnh Diyala -E ở miền đông Syria. Ngoài ra, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở gần sân bay quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq. Các quan chức Mỹ khẳng định hầu hết các cuộc tấn công đều không trúng mục tiêu nhờ hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời cáo buộc Iran hậu thuẫn các vụ tấn công này. Trước đó, những quả rocket nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng đông bắc Syria trong chiến dịch trả thù cho Gaza sau khi giao tranh tái diễn giữa Israel và phong trào Hamas ở giải đất ven biển đang bị phong tỏa của Palestine. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, SOHR, rocket đã tấn công khu vực lân cận của một căn cứ của Mỹ gần thành phố Al-Sadadi ở phía đông bắc Syria. SOHR nhận định những quả đạn này có thể do lực lượng kháng chiến Hồi giáo do Iran hậu thuẫn ở Iraq phóng từ khu vực biên giới Iraq và lãnh thổ Syria. Quân đội Mỹ đã gửi lực lượng tăng viện đến một căn cứ quân sự khác ở thị trấn Kharab Anjer. Căn cứ này được Mỹ sử dụng làm trạm tập trung các phương tiện quân sự nhằm triển khai những hoạt động bên trong lãnh thổ Syria do nằm gần biên giới Syria-Iraq. Iran nhiều lần khẳng định Tehran không liên quan đến những hành động tấn công các lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq. Trong thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeed Iravani khẳng định các cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ. Trước diễn biến căng thẳng ở khu vực Trung Đông, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Duzaric nêu rõ Liên Hợp Quốc rất quan ngại trước thông tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Syria và Iraq. Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh làm gia tăng hơn nữa tình hình khu vực và gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Theo ông Duzaric, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh tất cả mối quan ngại an ninh giữa Iraq và Iran cần được giải quyết thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình phù hợp với những nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ láng giềng tốt đẹp. Theo một tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào các cơ sở nguy hiểm và có liên quan đến cơ quan tình báo Mossad của Israel tại Syria và khu vực người quốc ở Iraq, nhằm đáp trả các cuộc tấn công cướp đi mạng sống của nhiều người Iran. Trong diễn biến liên quan, mới đây, tướng Ami Ali Hajizadeh, tư lệnh không quân vũ trụ thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGCAF cho biết Lực lượng này đã khai hỏa 4 tên lửa đạn đạo tầm trung Khaybashkan từ trận địa ở tỉnh miền nam Khuzestan nhằm vào cơ sở khủng bố của phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại tỉnh Idlib miền bắc Syria. Khoảng cách giữa hai địa điểm là khoảng 1.280 km, đánh dấu đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo xa nhất từng được Tehran tiến hành. Đây là một trong những đợt tấn công dữ dội của Iran nhằm vào loạt quốc gia trong khu vực, dường như nhằm thể hiện khả năng tiến hành đòn tập kích chính xác ở tầm xa và phát tín hiệu cảnh báo đến Israel. Theo Times of Israel, chính quyền Netivot đã thông báo về việc khoảng 50 quả tên lửa phóng từ giải Gaza về phía thành phố Netivot, miền nam Israel. Hơn 20 tên lửa trong số này đã bị hệ thống vòm sắt đánh chặn thành công. Truyền thông Israel cho biết, coi cảnh báo không kích đã vang lên ở Netivot và các thành phố lân cận. Một số cơ sở dân sự đã bị hư hại trong đợt không kích, nhưng không có thương vong về người được ghi nhận. Đây là cuộc tập kích tên lửa lớn nhất trong vòng vài tuần trở lại đây xảy ra trong bối cảnh quân đội Israel bắt đầu rút bớt lực lượng khỏi giải Gaza. Người Israel vẫn còn choáng váng dù đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bàng hoàng vì sự thất bại nghiêm trọng về an ninh, nhiều người cho rằng đã đến lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải ra đi. Suốt nhiều năm qua, ông Netanyahu tự xây dựng cho mình hình ảnh một quý ông an ninh. Nhưng chỉ có 15% người Israel nói rằng họ muốn ông tiếp tục tại vị sau khi xung đột với Hamas kết thúc. Các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp Israel trong gần một năm nay đã bùng phát trở lại sau một khoảng lặng. Nhưng dù chịu nhiều sức ép, ông Netanyahu không có dấu hiệu muốn ra đi. Ông Netanyahu đã cam kết sẽ tiếp tục kế hoạch tấn công cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Trong một diễn biến liên quan khác, Iraq cũng đã triệu hồi đại sứ tại Tehran về nước, đồng thời triệu đại biệt Iran lên để phản đối về vụ tấn công ở Ibin trong khi Mỹ cũng lên tiếng về cuộc tấn công của Tehran. Dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq ngày 16 tháng 1 cho biết, Iraq đã triệu hồi đại sứ của mình từ Tehran để tham vấn và triệu đại biện lâm thời của Iran ở Baghdad để phản đối việc Iran tấn công vào miền Bắc Iraq, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ cuộc tấn công của Iran là sự vi phạm chủ quyền Iraq, trái ngược hoàn toàn với các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh khu vực. Iran đã bắn tên lửa cuối ngày 15 tháng 1 nhằm vào nơi mà họ cho là trụ sở gián điệp của Israel trong một khu dân cư cao cấp gần khu lãnh sự quán Mỹ rộng lớn ở Ibin, trụ sở của khu vực người quốc bán tự trị phía Bắc Iraq và vào các mục tiêu có liên quan đến nhóm nhà nước hồi giáo cực đoan IS ở Ibin, miền Bắc Syria. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC cho biết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 1 rằng họ đã phóng 4 tên lửa K3 vào các vị trí của IS tại Idlib ở Syria và 11 tên lửa đạn đạo chính xác vào khu vực của người quốc ở miền Bắc Iraq, nơi họ cho biết tên lửa đã tấn công một trung tâm của Mossad, cơ quan tình báo Israel. Các cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm hồi đầu tháng này về hai vụ đánh bom liều chết nhắm vào lễ tưởng niệm một tướng Iran bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2020. Vụ tấn công ở Kerman tại Iran khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và 284 người khác bị thương trong buổi lễ tôn vinh tướng vệ binh cách mạng Iran Qasem Soleimani. Tháng trước, Iran cáo buộc Israel ám sát tướng cấp cao của Iran, Seyed Razi Mosavi, trong một cuộc không kích vào khu phố Damas. Hiện chưa rõ liệu các cuộc tấn công ở Syria trên thực tế có đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào liên quan đến nhóm nhà nước Hồi giáo ISD hay không. Moni al-Mustafa, phó giám đốc cơ quan phòng vệ dân sự ở Tây Bắc Syria cho biết, một trong những cuộc tấn công ở Idlib nhắm vào một phòng khám y tế không còn hoạt động ở làng Tanteta, tỉnh Tây Bắc Idlib. Mỹ cũng đã lên tiếng về cuộc tấn công của Iran khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mô tả là các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công ở Iraq và Syria là phù hợp với việc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh của Iran, chống khủng bố, và là một phần trong hình phạt của Cộng hòa Hồi giáo đối với những kẻ đe dọa an ninh đất nước. Theo ông Kanani, Iran trong một hoạt động chính xác và có mục tiêu đã xác định được trụ sở của bọn tội phạm và nhắm mục tiêu vào chúng bằng những quả tên lửa dẫn đường chính xác. Tờ Thời báo Tehran cũng dẫn tuyên bố của IRGC cho biết trung tâm mâu sát được sử dụng để phát triển các hoạt động gián điệp và lên kế hoạch cho các hành động khủng bố trên toàn khu vực, đặc biệt là ở Iran tuyên bố cho biết cuộc tấn công tên lửa nhằm vào trung tâm Maut sát là để trả đũa các vụ ám sát gần đây nhằm vào các chỉ huy của IRGC.